到机场去了。现在你安排的，你看接送的，总理接，国会主席送，都是非常隆重的这个礼仪。那么，作为人员 mấy ngày vừa rồi thì tôi thấy là cũng rất là tốt. Ra sân bay để về Trung Quốc, chắc là muốn nhắn gửi một cái là đồng chí cứ ghi lại mãi cái ấn tượng tốt đẹp, những cái kỷ niệm. Trung ương gia chính, thống chí, gia chuyên. Chúng ta cứ đi theo đường này, đi tiếp. Trung ương quan hệ, sẽ có chuyển biến, mới.